Xin kính chào bà con cô bác. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về các loại bột giặt và chất tẩy rửa. Tiến sĩ! Cái gì mà nhố nhăn vậy? Trời ơi, chết rồi tiến sĩ ơi. Cái gì chết, ai chết? Con chuột bạch đã chết rồi. Con chuột bạch chết, chuột bạch. Ủa là sao? Là vậy nè, em mang cái nghiên cứu của tiến sĩ mà 60 năm đó à. Em mang em thí nghiệm, trời ơi, thì em cũng lấy cái bột giặt đó em quậy ra vậy nè. Rồi cái con chuột đó em nhúng vô dơ, cái em bỏ vô, mà nó không sạch, không sáng, không thơm, mà nó chết meo rồi. Trời ơi, em làm gì vậy? Chết tôi rồi. Chết em rồi. Em nghĩ làm sao vậy? Tôi nói con chuột bạch ở đây có nghĩa là em lấy một cái miếng vải dơ, em làm chuột bạch đem nhúng vô cái thí nghiệm của tôi, chứ không phải là lấy con chuột bạch nhúng vô cái thí nghiệm của tôi. Trời ơi. Ủa vậy hả? Tôi cố em qua đi. Mẹ em nói tiến sĩ nghe nè, cái nghiên cứu 60 năm cuộc đời của tiến sĩ em thấy không có công dụng gì hết á. 60 năm rồi, trong khi đó ngoài kia kìa mới có 3 năm thôi. Bây giờ người ta đã nghiên cứu ra một loại bột giặt cực kỳ công dụng, tao nói ứng dụng toàn thế giới luôn. Vừa trắng sáng là vừa sạch vừa thơm nữa. Tôi không tin. Đó chính là bột giặt sáng sạch thơm SST. Chim rừng à liêu lo, cánh thơ mộng hoa, đôi lời thầm hối dùm cho tên đường, mặt nhìn hai hương khó mong trí quang lộ, xin người chi giúp dùm cho. Đi muốn lạc đường đi luôn, rối đường luôn á. Vậy thiết nghĩ bây giờ ta nên hát hay nên nói? Câm luôn đi. Ê tiểu đồng, đừng thất kính. Dạ thành kính phân ưu. Gia quyến tạ lệ. Ê nói gì vậy? Ơ kìa huynh đài, huynh đài à. Ơ tiểu đồng, có lẽ do ta mạnh quá, công tử đã ngã xỉu rồi, dựng công tử dậy đi. Hay khổ ghê, nghề của con mà. Công tử cầm giùm. Được. Quá, con thiết nghĩ công tử đừng tới gần công tử đó nữa. Ủa sao vậy? Con mệt rồi. Mệt lắm. Ủa nhưng mà tiểu đồng à, ngươi nhìn thấy không, tướng mạo huynh đài kia rất giống như là một thư sinh, có thể là biết đường đến trường đó. À, qua hỏi giùm ta đi. Dạ thưa công tử. Xin chào quý công tử. Quý công tử có thể cho ta hỏi quý công tử tên là gì? Ủa tao mới nghe bên kia hỏi là tên, hỏi đường mà tao qua đây hỏi tên rồi. Mình thích thì mình hỏi thôi. Nếu mà như vậy thì trước khi ta trả lời, ta muốn được biết công tử kia tên gì? Ta tên là Tiểu Đồng. Quý công tử biết tại sao ta tên là Tiểu Đồng hay không? Nó có một ý nghĩa rất là sâu sắc. Tiểu có nghĩa là nhỏ, còn đồng là cánh đồng. Lúc nhỏ ta ở ngoài cánh đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bán thân cho cha nội này. Ê hey! Nói gì vậy? À, quý công tử, quý công tử, quý công tử đừng sợ. Ta tên là Lương Sơn Bá Đạo. Vậy còn quý công tử, chẳng hay quý công tử tên họ là gì? Ta xin tự giới thiệu, ta họ Trúc, tên Duyên. À, Trúc Anh Duyên. Không. Chứ là gì? Ta là Trúc Anh Đài truyền hình tiếng nói dân dân trực tiếp cho người dân coi vui ơi là vui, Duyên ơi là Duyên, ta tên Duyên. Wow. Tên hay quá, tên quá hay. Quý công tử chúng ta hỏi thêm vài lời nữa được không? Dạ, quý công tử, quý công tử đừng lợi gần ta. Quý công tử ta đang nỉ mà, tên hay lắm. Làm bố đi đừng lợi gần ta. Quý công tử luôn đó. Làm bố đừng lợi gần ta. Đông ạ. Chị đáp. Sao vậy? Mà Tiểu Đồng nè. Dạ. Sao huynh đài nó kỳ vậy? Sao tao tới gần mà huynh đài nó không cho? Nè, quý công tử, nếu quý công tử muốn hỏi thì ta xin trả lời. Ồ. Bà đặt ở dưới giếng đó. À, sâu lắm. Từ rất xa xưa rồi, từ cái thời phong kiến, người ta thường nói
nam nữ cọ cọ đứt dây thun. Hả? Ta lộn. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Bởi vậy, ông bà xưa từ bao nhiêu đời đã đúc kết được một câu. Ở dơ quá không ai dám lại gần á. Wow. Mặt ở dơ. Đẹp trai mà ở dơ. À, quên. Dạ. Dữ không? Dạ. Gì kỳ vậy? Dạ. Ta chơi ta dơ, con phải binh ta chứ con hù hèn ta làm sao? Con quên. Với lại á, thời gian tôi vui mà kinh sử là thời gian đâu nữa tắm. Thôi thiếp biết. Dạ con biết. Rồi. Dạ công tử. Thấy cột hai chùm là nghi nghi rồi nha. Công tử. Hả? Công tử biết mùa này mùa gì không? Mùa này là mùa thu. Đúng vậy. Là mùa thu. Thu thì sao? Thì sao? Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt. Chàng trai chẳng đâu thể mà đi từng màu buồn của nắng. Ai vu vơ câu hát đó là chiếc bao giờ anh viết tặng em. Nhảy bước chân qua ngọt ngào không lý do đó nào khiến em gặp mặt rồi và yêu. Người hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt. Bu bu đà từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh giấu cho ai. Cứ từ khi anh có em mua thu đó anh có em vô. Yeah. Ok no ok oh yeah no. Ôi. Còn có liên quan gì? Không buồn quá hát cho vui thôi. Trời ơi. Không. Công tử ơi. Mình còn bình thường không? À sáng sớm hơi bị say sóng. À, không sao. Không sao, vẫn bình thường. Dạ vẫn bình thường. Công tử mình để tóc hai chùm giống con mà chùm dài hơn á. Nè. Con có cách nào giúp ta cho quần áo được sạch sẽ hơn không? Dạ có chứ. Cách gì? Đây. Bột giặt SST. Tôi đã từng dùng, còn phải chỉ sao? Bột giặt SST. Chỉ có người sạch sẽ mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Đúng vậy. SST giặt sạch bon, không cột né tránh. Quý công tử ơi, nào chúng ta đi học thôi. Đi nào. Chim đừng lưu lo. Ê, cánh thơ mộng hoa. Ê, tôi là Tiểu Đồng. Ủa tôi đi học với ai trời? Ê, Tiểu Đồng. Chị sĩ. Chị ơi. Hả? Em đi đứng hình luôn vậy. Thì ra nghiền ngẫm nè. Thì đó, thấy cái dẫn chứng đầu tiên của em chưa? Nhưng mà cái dẫn chứng của bột giặt đó tươi của em á là mới chỉ có sạch thôi. Thì chẳng khác gì một trong ba loại dung dịch của ta đây. Cái đó thì mới là đầu tiên thôi. Thì bây giờ em biết dẫn chứng thứ hai nè. Dẫn chứng thứ hai. Đường ra là đâu? Đường ra là đâu? Chết rồi. Bị lạc rồi. Chết. Không được. Mình phải bình tĩnh. Chứ không bị bắt hồn mất. Không được. Phải ngồi thiền. Kinh đầu chắp tay chi vậy? Thôi bản chất đứa nào lộ ra đi. Ê bà nội. Bà là con ma nắc. Con ma Thái Lan chứ không phải ma Mỹ Hậu Dương. Nha. Quên. Con ma kia là ma gì để mặc đồ thể thao vậy? Ma ra tông. Rồi chụm gì trên đầu vậy? Nón bơi. Nón bơi mà mang giày thể thao. Mình chạy dưới nước. Trời ơi. Thôi được rồi. Con ma là con ma xàm xí đú nha. Ủa? Bây giờ chúng ta đã có mặt ở đây rồi. Khoan. Hả? Vậy chứ bà là ma gì mà nhìn bà thấy ghê vậy? Ma mười. À, ma bù. Tôi giả vô mặt à. Bộ đánh bài hay gì ma bù? Ai biết mười là bù á. Tôi tên mười. Và bây giờ tất cả các loài ma chúng ta đã tập hợp lại đây. Bây giờ chúng ta phải nhát con người. Con người sợ á thì Diêm Vương mới thưởng cho chúng ta tiền tháng nay, đúng không? Đúng. Rồi bây giờ đứa nào nhát trước có con người rồi kìa. Cho nó nhát trước đi. Sâu hơn 50 mét.
Thầy ơi, lặn hả? Đây, cục tạ nữa nè. Lặn cho sâu hơn. Đây, cố lên, cố lên, cố lên. Tội nghiệp thầy tôi. Ai vô cái cày, vô cái cày. Ôi da đau quá. Bây giờ sao, con qua bên nào? Ông này. Ê, nó nghe nè. Bạn nhắc ma mà nó lành mạnh ghê luôn á. Ông á là một người. À không, ông là một con ma rất là dở. Coi tôi, đứng qua một bên mà học hỏi. Xin mời. Con này con điên với con ma gì? Nhắc ma gì nghiêng đi cổ động gì bà? Thì đó, hồi lúc đi còn sống á, đi cổ động rồi bị kích động cái bị người ta đánh chết. Nhắc ma gì mà không có kỹ thuật kỹ năng gì trơn á trời á. Ủa chứ bây giờ phải làm sao? Coi tôi nhát nè, xê ra. Này hù bà này. Con này nó hù con này. U này là ma mà. Nhưng mà sao con này nó xỉu? Vậy con này nó ngu. Ôi, nó vậy coi á. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó sờn hết gì vậy? Trời ơi, giật mình không đầu thai được luôn. Cái gì mà đầu thai, tại sao xỉu? Ê, nó xỉu rồi kìa. Ừ, nó xỉu rồi. Thấy chưa, thấy tài năng của tôi chưa? Con là sao? Có nghĩa là bà thành công rồi đó. Tôi có bí quyết hết á. Bí quyết gì? Nè, hai người nhìn lại hai người đi. Trời ơi, ma gì mà mặc đồ diêm vúa lòe lòe, có bông, có hoa, có lá, có hè nữa. Ở đây vậy còn đây mặc đồ thể thao, ma gì không hiểu nổi. Nhìn tôi đi, tôi rất là đơn giản, tôi rất là dung dị, đúng không? Nhưng mà tôi tỏa sáng. Là sao? Ủa nhưng mà có cái bí quyết nào mà mình có thể tỏa sáng được như vậy? Mình nhát được người ta để ý mình, người ta thấy mình, người ta mới sợ. Tôi tỏa sáng vì sao? Bởi vì tôi sử dụng bột giặt SST. Ha, bột sáng tinh tươm, ma cũng phải ngước nhìn. Tin chưa, bây giờ tin chưa? Không những sạch mà còn sáng nữa. Nhưng mà bây giờ nó mới chỉ mới có hai công dụng thôi, chẳng khác gì hai loại dung dịch của tôi. Còn những cái công dụng thứ ba thì sao? Thì công dụng thứ ba thì bây giờ em đi dẫn tiếp cái dẫn chứng thứ ba nè. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau thưởng thức một buổi giao đấu có 1-0-2 trong võ lâm. À chà, cho tôi mạo muội hỏi huynh đài đây là thuộc môn phái nào đó hả? À, ta là bang chủ của phái Cái Bang. Cái môn phái của ta có một câu slogan vậy: bóng bóng bàn bàn, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà bang, chớ ăn cơm hẩm ở trên cái bàn. Đúng là phái Cái Bang. Muốn bang gì thì bang. Còn huynh đài đây rất là đẹp trai, huynh đài thuộc môn phái nào đó hả? Ta xin tự giới thiệu, ta là phái võ đan. Phái của ta chuyên đan võ đan chiếu với một phương châm là đan điều, đan đẹp, đan chất lượng. Không đẹp, không điều, không chất lượng, khỏi đan. Vậy xin chúc phái võ đan sớm đan được nhiều võ. Cảm ơn, cảm ơn. Ồ, chẳng hay lão đệ đây là môn phái gì? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là Chu Chỉ Nhược, bang chủ của phái Nga Mi. Ồ, hóa ra đây là con gái ư? Mỗi lần giới thiệu vậy ta ngượng miệng dữ lắm. Cho tôi qua bên đây nói chuyện một chút. Sao à? Sao à? Dạ mạo muội xin hỏi, bang chủ của phái Cái Bang mới đi sửa mũi về hay sao mà dán cái này vậy? Cái này là tôi thích là tôi dán lên thôi, tôi thích là tôi dán lên thôi mà không thích là tôi lột ra luôn. Trời, lột được. Hôm nay hội tụ đến đây để làm gì? À,
Bây giờ chúng ta đã có mặt ở đây, chúng ta phải tranh đấu đi để mà giành cái cúp vô địch võ lâm. Đúng vậy. Được chưa? Được. Được. Ta sẽ là người thi trước. Mời huynh đài. Wow. Wow. Quả nhiên là phái võ đang danh bất hư truyền. Mất cái tay. Gì vậy? Mất cái tay. À. Mai áo chia cho già rồi mất cái tay. Wow. Đồ chơi kiếm luôn. Bách Nguyệt lưu thông. Hiếp lao luôn. Nhà thần trưởng. Lao nhà luôn. Hả? Rồi. Bỏ qua bà xiên lá luôn rồi. Quên nhà, quên gym đủ rồi. Quên nhà. Bây giờ mình tới đây là mình thi ha, tranh cúp võ lâm chứ không phải là tới đây hả chơi xiên que xỏ lá gì đây nha. Chưa bảo vệ kiếm huynh đài ở ngoài kìa. Không, ta đang bảo vệ môi trường. Sao bảo trời, trời đất ơi, phá hoại cây cảnh người ta mà kêu bảo vệ môi trường, đi ra ngoài người ta kiếm ở ngoài kìa. Huynh đài ơi, huynh đài thi mà huynh đài không có mà nghiên cứu luật lệ gì trơn á. Ở đây chúng ta đâu có múa kiếm đánh lộn thi với nhau. Đâu có đánh lộn. Chứ đến đây là thi cái gì? Thi thời trang, trang phục truyền thống. Vậy thì cho ta làm lại. Thôi huynh đài. Ta không biết ta làm lại. Huynh đài đã bị mất lượt rồi. Đi đi. Ôi trời ơi, mất rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi giải thi gì đi. Trước tiên là phần thi của phái Nga Mi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chứng kiến một bộ phục trang chưa bao giờ có. Người mẫu của phái Nga Mi đang thể hiện tinh thần của bộ phục trang này. Cô gái với một vóc dáng nhỏ nhắn, một gương mặt thon gọn, lấy chất liệu từ cái nia của hàng xóm để tạo nên một nét mặt vô cùng khả ái. Cô ấy hiện cao 1m69 với cân nặng là 169kg, số đo 3 dòng mỗi dòng 1 số. Với gương mặt khả ái, nụ cười chiều mến, cô ấy luôn kiện cho khán giả những tinh thần, những cái gì ưu tú nhất của môn phái mình. Xin mời một lần nữa chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn phái Nga Mi. Tiếp theo phái Nga Mi, chúng ta sẽ có một chút lắng động, một chút thay đổi bầu không khí để cùng đến với phái Cái Bang. Kính thưa quý vị, phái Cái Bang là một môn phái được rất nhiều người biết đến. Với một ý chí bất khuất, một tinh thần kiên cường, dũng cảm, phái Cái Bang đang thể hiện bộ trang phục của môn phái mình. Đó là một câu chuyện rất dài về một cậu bé được sinh ra trong gia đình có một hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Cậu bé được sinh ra có cha là tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu, có mẹ là một phó giám đốc của một công ty về thủy hải sản. Đến nay thì cậu bé đã đạt được rất nhiều thành tựu như là đánh lộn nhiều lần với bạn học, bỏ học và cũng như bị mời phụ huynh. Nhưng không vì điều lẽ đó mà cậu bé bỏ cuộc. Cậu bé đã tiếp tục kiên cường với ý chí bất khuất, bỏ nhà, đi ra ngoài đường và thành lập nên phái Cái Bang. Một tràng pháo tay thật lớn cho tinh thần của phái Cái Bang thưa quý vị. Vâng. Xong chưa? Dạ xong. Thi xong rồi, đọc kết quả đi. À, đủ ba mặt một lời mình mới đọc được. Ba mặt một lời để hồi đôi chói mệt lắm. Dạ, vô kêu ra. Vô. Vậy ba. Vô. Phái ngày hôm nay đạt quán quân đó chính là phái cái gì đây ạ? Cái câu cái con nào đi thi bà. Cái Bang. Bang. Xin chúc mừng phái Cái Bang. Phản đối, không phục. Có gì đâu không phục. Nhìn đi, người ta đi thi người ta thần thái như vậy. Cái này gọi là sự đỉnh đạt chững chạc. Đây em đỉnh đạt chững chạc cho chị coi. Đỉnh đạt đấy. Vấn đề đây là một cuộc thi thanh lịch là phải coi về trang phục. Mà vấn đề đây trang phục hai tụi tôi quá đẹp. Tại sao không được giải mà cái trang phục gì bày như cái đồ vẽ mà được. Đúng bày rồi. Đi làm chủ bang phái thì phải biết học hỏi, hiểu không? Ông bà ta có câu là gì? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thấy không? Người ta rách ten ben nhưng mà đứng kế rất là thơm. Thơm đâu mà thơm. Thơm của em mà. Thơm cái gì mà thơm? Thơm cái gì? Mặt đồ hết mà. Ui, cái thơm thiệt rồi. Không, người ta thơm. Ủa sao thơm nhưng mà thơm từ đầu tới chân luôn. Đã 30 năm rồi ta đã không tắm giặt. Trời. Nhưng mà cách đây 30 năm ta đã sử dụng một giặt SST. Một giặt ngát hương, kiên cường giật giải. Wow.
Bây giờ nhân loại đã có một cái loại bột giặt tốt như vậy thì tiến sĩ cũng phải mừng mới đúng chứ, đúng không? Đúng rồi, ta sẽ mừng cho nhân loại tại vì đã nghiên cứu ra được bột giặt SDT. Nhưng song song đó, ta cũng sẽ nghiên cứu ra một loại bột giặt mới, không màu, không vị, không mùi, cũng không sạch luôn. Đúng vậy. Muốn chi vậy? Ta sẽ đem đi phá hoại thế giới. Phá hoại thế giới. Chị Vân và chị sĩ ơi.